Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của sinh viên EDX và mình là Lan Anh. Ngày hôm nay quay trở lại với bộ môn Focus on Excellence và tiếp tục với một cái từ khóa mà mình còn đang dang dở ở buổi số 6, đó là The Habit of Focusing on Excellence. Tức là dịch ra có nghĩa là xây dựng những thói quen tập trung vào sự tuyệt hảo. Thì ngày hôm nay chúng mình tiếp tục với cái từ khóa này và có một cái câu hỏi đặt ra, đó là thế thì những cái từ khóa như thế nào thì sẽ góp phần giúp chúng ta xây dựng được cái thói quen tập trung vào sự tuyệt hảo. Thì cái này nó dựa trên cái buổi học trước là chúng mình đã liệt kê ra hàng loạt những từ khóa mà nó đã góp phần nuôi dưỡng cái thói quen bỏ cuộc của chúng mình trong quá khứ. Thì vâng, ngày hôm nay với khía cạnh là xây dựng những cái thói quen liên quan đến tập trung vào sự tuyệt hảo thì chúng mình cũng có những cái từ khóa tương tự như thế nào. Thì đầu tiên để nói về cái tập trung vào sự tuyệt hảo trước thì một cái câu hỏi được đặt ra đấy là thế nào thì được coi là tuyệt hảo. Vậy thì nếu như xét trên cái khía cạnh là một con người á, thì chúng mình dựa trên cái mô hình là WeWeb, tức là Wisdom, Ethic, Willpower, Emotion, Body và Soul. Tức là từng khía cạnh đấy thì đạt được cái mức độ như thế nào, đạt được cái trình độ, cái mục tiêu như thế nào thì được coi là tuyệt hảo. Ví dụ như Wisdom, ở trên lớp thì chúng mình có chia sẻ với nhau về cái khía cạnh này, đó là wisdom một người được đánh giá là ở cái khía cạnh sự minh triết đấy được coi là tuyệt hảo, được coi là đạt đến sự tuyệt hảo là khi họ đạt được một cái từ, đó là sự sáng tạo. Sáng tạo được hiểu là chúng ta tạo ra một thứ mới, là việc chúng ta phát minh ra được một cái nguyên tắc, một cái giả thuyết hay một cái công thức gì đấy mới. Nói chung là chúng ta tạo ra được một cái thứ mà trước giờ chưa từng có. Ví dụ nó gắn với những nhân vật nổi tiếng như là Bill Gates, Elon Musk hay là Warren Buffett. Tức là tất cả những cái vị tỷ phú hay là những nhà khoa học của chúng ta đều là những người đã đạt được cái khía cạnh wisdom mà đến cái mức gọi là tuyệt hảo. Thế thì với chúng ta, vậy thì làm sao để chúng mình có thể rèn luyện được cái sự tuyệt hảo đấy trong khía cạnh wisdom? Thì có một cái từ khóa vô cùng đáng chú ý, đó là repeat, tức là lặp đi lặp lại. Thì quay trở lại với cái sơ đồ mà mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần ở những video trước rồi, đó là một cái sơ đồ thể hiện cái chu trình chi tiết từng bước để đạt được cái sự tuyệt hảo, bắt đầu từ khi chúng ta tiếp nhận data, tiếp nhận dữ liệu từ hiện thực khách quan, cho đến khi chúng ta áp dụng những điều chúng ta quan sát được, chúng ta phân tích để chọn lọc ra được information, tức là một cái lượng thông tin để cho nó trở thành sự hiểu biết của chúng mình. Và từ cái lượng thông tin đấy, từ cái chữ know đấy, bắt đầu chúng ta áp dụng những cái phương pháp tư duy để thinking, để phân tích, để chất lọc những cái thông tin mà chúng ta có, xây dựng ra một bản kế hoạch hoặc xây dựng ra một cái phương pháp. Bắt đầu khi có đủ một lượng lý thuyết rồi, chúng ta bắt đầu đi đến chữ do, tức là chúng ta hành động, chúng ta áp dụng những lý thuyết mà chúng ta đã tạo ra. Vâng, sau khi do rồi thì đến một cái quá trình mà phần lớn chúng ta thường bỏ quên, đó chính là review. Tức là chúng ta review lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta chiêm nghiệm lại những cái công việc mà chúng ta đã làm, từ cái lý thuyết mà chúng ta tạo ra thì nó có hiệu quả hay không, hay còn cách nào nó năng suất hơn không, thì bắt đầu sẽ đến cái bước là improve hay là creative. Tức là chúng ta sáng tạo, chúng ta cải tiến cái quy trình đấy để tăng năng suất, để nâng cao năng suất, hoặc tìm ra một cái phương án mới nó tiện lợi hơn, nó dễ dàng hơn. Đó, chẳng hạn là như vậy. Và cái quá trình từ lúc chúng ta tiếp nhận data đến khi chúng ta cải tiến quy trình ấy, nó phải được liên tục lặp đi lặp lại, nó repeat liên tục. Thế thì chính cái từ khóa repeat đấy là một trong những từ khóa vô cùng quan trọng cho cái hành trình chúng ta chinh phục được cái chữ tuyệt hảo trong bộ môn này. Tuy nhiên, repeat ở đây, lặp, cái chữ lặp lại ở đây, nó không phải là lặp lại y như nguyên, không phải là chúng ta repeat một cách gọi là y đúc với cái quy trình cũ, với cái kiến thức cũ, với cái lý thuyết cũ, mà trong mỗi một cái lần chúng ta repeat, chúng ta phải có sự sáng tạo, chúng ta phải có những cái đổi mới. Ví dụ cụ thể như cái việc chúng mình ngay trong cái bộ môn Focus on Excellence này, với cái từ khóa quan sát thôi, như các bạn cũng thấy là chúng ta nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, chúng ta phân tích lên, phân tích xuống, chúng ta lặp đi lặp lại rất nhiều lần về cái từ khóa quan sát. Thậm chí cái việc này, cái việc chúng ta nghiên cứu từ khóa quan sát, nó đã kéo dài đến 5 buổi học. Vâng các bạn, 5 buổi học chúng ta nghiên cứu về một từ khóa có chứa 2 chữ thôi, đấy là quan sát.
Thế nhưng mà chúng mình vẫn có rất nhiều thứ để nói về từ khóa này. Thì cái việc lặp đi lặp lại đấy chính là một trong những biểu hiện chúng mình đang trực tiếp ứng dụng cái lý thuyết tập trung vào sự tuyệt hảo này. Và hơn nữa, trong mỗi một buổi học, trong mỗi một lần đề cập đến từ khóa quan sát, chúng mình đều chia sẻ về những khía cạnh hoàn toàn mới của từ khóa này. Nếu như các bạn không tin thì có thể xem lại từ đầu đến cuối những video của chúng mình trong bộ môn Focus on Excellence, là trong 5 video đầu tiên, à chính xác là 10 video đầu tiên, bởi vì chúng mình với mỗi một buổi học thì chúng mình đều làm 2 video mà. Cho nên là trong 10 cái video đầu tiên, mặc dù là cùng về cái chủ đề là quan sát, cùng về cái từ khóa quan sát, nhưng chúng mình đều chọn những cái khía cạnh hoàn toàn mới, những góc nhìn hoàn toàn khác để chúng mình có được cái sự hiểu biết sâu và rộng về từ khóa này. Thì đây là một trong những biểu hiện mà trực tiếp sinh viên edX chúng mình thực hiện ứng dụng ngay cái lý thuyết về tập trung vào sự tuyệt hảo trong cái chính cái môn học này. Thì các bạn cũng có thể áp dụng cái lý thuyết đấy cho những công việc và kế hoạch của mình. Còn sang đến cái nội dung chính của buổi học số 7 ngày hôm nay, thì ở trên lớp chúng mình có cái thời gian được gọi là sinh viên chọn ra cái phần lý thuyết mà các bạn ấy muốn học. Thì với một bạn sinh viên, có một bạn sinh viên, bạn ấy đã trao đổi cái quan điểm rằng là trong quá trình bạn ấy rèn luyện cái kỹ năng tập trung vào sự tuyệt hảo của mình ấy, thì bạn ấy mắc phải một chữ, đó là chưa dũng cảm bước ra khỏi được nỗi sợ của mình. Và ngày hôm nay bạn ấy muốn học về cái sự dũng cảm, bởi vì theo quan điểm của bạn ấy thì dũng cảm là chìa khóa để giải quyết được cái vấn đề khi chúng ta mắc phải trong quá trình chúng ta hay bỏ cuộc khi mà hướng đến sự tuyệt hảo á. Thì chúng ta cần có sự dũng cảm, một trong những từ khóa quyết định đến việc chúng ta vượt qua những cái sự chây lì, vượt qua những sự ỷ lại của bản thân, để chiến thắng cái nỗi sợ, chiến thắng những cái bản ngã, những cái sự lười biếng của mình, để đạt được những cái cột mốc, những cái dấu ấn nó cao hơn trong cái hành trình tập trung vào sự tuyệt hảo này. Vậy thì cái ý kiến của bạn ý là đúng hay không? Thì ngày buổi học ngày hôm nay chúng mình đã cùng nhau nghiên cứu về cái từ khóa dũng cảm. Thì ban đầu dũng cảm được hiểu là cái việc chúng ta chiến thắng được cái nỗi sợ của bản thân mình. Nỗi sợ là một trong những cái keyword, một trong những cái cảm xúc, một trong những cái trạng thái mà bất cứ ai trong chúng ta, kể cả mình hay bạn, người đang xem video này, đều tồn tại những cái nỗi sợ nhất định cho bản thân mình. Và việc sợ hãi của chúng ta nó được biểu hiện qua những cái trạng thái cảm xúc, ví dụ như là hoang mang này, bồn chồn này, thấp thỏm này, rồi hoảng loạn, hoảng hốt, hay là bất an, đó, vân vân. Rất nhiều những động từ có thể miêu tả được cái trạng thái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng mình rơi vào cái sự sợ hãi. Thì thật ra khi mà chúng ta gọi tên được chính xác những cái trạng thái cảm xúc đấy, thì cũng là một trong những cái hành động góp phần giúp cho chúng ta có thể bước đầu loại bỏ được nỗi sợ của bản thân, để mà khắc phục những cái nỗi sợ đấy của mình. Thì xuất phát điểm chúng mình cùng nhau liệt kê ra những cái từ khóa như vậy. Và ở đây có thể nói nỗi sợ nó chính là kẻ thù, là cái sự mâu thuẫn, là từ trái nghĩa với cái sự dũng cảm. Bởi vì thực chất chúng ta là những con người mà đầy rẫy những nỗi sợ trong mình. Và cái nỗi sợ này nó bắt nguồn từ đâu, mà tại sao tất cả chúng ta ai cũng đều mắc phải và ai cũng đều tồn tại những cái nỗi sợ như thế? Thì về lý thuyết, nếu như với những trạng thái cảm xúc hay với những cái lý thuyết mà tất cả chúng ta, bất kỳ ai đều mắc phải, thì nó được gọi về phạm trù là bản năng. Và tất nhiên nỗi sợ như vậy. Vậy thì nỗi sợ từ đâu mà hình thành, tại sao nó lại là một bản năng của con người? Thì quay trở về xa xưa một chút, thì bất kể một ai trong chúng ta sẽ đều có một cái gọi là cái bản năng sinh tồn. Và ở thời đại xa xưa, khi mà chúng ta cuộc sống nó chỉ đơn giản là săn bắn hái lượm và cơm ăn, tức là mình lo cái cuộc sống ăn uống qua ngày á, thì lúc ấy cái bản năng sinh tồn của chúng ta nó tồn tại để bảo vệ chúng ta khỏi cái việc, tức là khỏi cái sự nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Tức là với cái bản năng sinh tồn của mình thì mình sẽ phải gọi là cảnh báo bản thân khi chúng ta gặp phải một cái tình huống nó liên quan đến tính mạng. Ví dụ khi chúng ta đi đường, hoặc là khi các bạn leo núi, các bạn gặp một cái vực thẳm, thì cái bản năng sinh tồn sẽ kích thích các bạn một cái suy nghĩ rằng là cái vực thẳm đấy, nếu chúng ta rơi xuống thì chúng ta sẽ bỏ mạng. Vậy thì chúng ta phải né, chúng ta phải tránh cái vực đó ra để bảo vệ cái tính mạng cho mình. Thì đấy là xuất phát điểm của cái việc
cái tính sợ hãi nó được xây dựng, nó được cài đặt một cách mặc định trong cái bản năng của con người để bảo vệ chúng ta khỏi cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, theo sự phát triển của xã hội thì cái nỗi sợ của chúng ta lại ngày một được nuôi dưỡng nhiều hơn, ngày một rộng hơn và ngày một đa dạng hơn. Đó là khi chúng ta càng phát triển, khi cuộc sống của chúng ta càng đủ đầy thì bắt đầu chúng ta lại có càng nhiều thứ để mất. Chúng ta đi song song với đấy thì nó sẽ xuất hiện càng nhiều nỗi sợ. Bởi vì khi chúng ta có càng nhiều thứ để giữ gìn, chúng ta càng có nhiều thứ để chúng ta trân trọng, thì lúc ấy cái nỗi sợ của chúng ta ngày càng đa dạng hơn, ngày càng nhiều và ngày càng lớn hơn. Ví dụ như là khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ của chúng ta bố mẹ của chúng ta gọi là dạy dỗ chúng mình rất là nhiều điều, dạy dỗ chúng ta rất nhiều những khuôn phép, kể cả là khi mà chúng ta ăn thôi, chúng ta ngồi ăn mà chúng ta không mời người lớn đã bị mắng rồi. Rồi thậm chí những điều nhỏ nhặt như là chúng ta đi chơi, đấy là giờ ngủ trưa, chúng ta không được đi chơi mà chúng ta vẫn đi chơi á, thì chúng ta đã bị gọi là răn đe rồi. Đó, vậy cho nên là như chúng mình, ngay từ khi chúng mình còn nhỏ thì chúng mình đã được nuôi dạy bởi những phương pháp mà khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, khiến cho chúng ta cảm thấy gọi là phải e dè trước bất kỳ một hành động nào, trước bất kỳ một cái hành vi, một cái quyết định nào khi chúng ta đưa ra. Chúng ta đều phải cân nhắc xem là mình làm thế thì bố mẹ mình có đánh mình hay không, mình làm thế thì cô giáo mình có phạt mình hay không, hay mình làm thế thì bạn bè mình có chê cười mình hay không. Đó, thì từ những cái nó nuôi dưỡng từ những thứ rất là lâu như thế, từ những điều rất là nhỏ nhặt như thế để tạo nên con người chúng ta ngày hôm nay là một cá thể với đầy rẫy những nỗi sợ hãi. Và chính vì những cái nỗi sợ đấy mà cái lòng dũng cảm cho chúng ta ngày bị mai một đi. Đó, và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc tập trung vào sự tuyệt hảo? Thì như các bạn cũng thấy, hành trình tập trung vào sự tuyệt hảo nó đòi hỏi những cái sự kiên trì, thậm chí là cả những sự cống hiến và đánh đổi nhất định. Vậy nếu như chúng ta không có sự dũng cảm để bước qua khỏi vùng an toàn của mình thì gần như chúng ta không có được cái động, không có được cái một cái quyết định, chúng ta không thể ra được những cái quyết định một cách táo bạo để có thể gọi là thoát khỏi cái con người cũ của bản thân. Thế thì trong trường hợp này, chúng ta phải rèn luyện như thế nào để vượt qua được cái nỗi sợ, vượt qua được những cái sự sợ hãi đấy của mình mà mình đã nuôi dưỡng nó trong suốt ngần ấy năm. Thì ở đây chúng mình nhắc đến một từ khóa đầu tiên, đó là đối mặt. Bước đầu tiên, chúng mình chọn đối mặt với sự thật, đối mặt với con người thật của mình. Tức là ok, bản thân mình là một cá thể với rất nhiều nỗi sợ, đồng thời với đấy là rất nhiều những khiếm khuyết. Thế thì thay vào cái việc chúng ta che giấu nó đi, thay vì cái việc chúng ta cứ tốt khoe xấu che, thì chúng mình không việc gì phải ngại che đậy những cái mảng tối của bản thân cả. Bởi vì càng che đậy thì chúng ta lại càng sợ hãi, bởi vì một ngày nó lộ ra thì mình sẽ biết phải làm thế nào, đúng không? Bởi vì một lần chúng ta nói dối là một lần chúng ta sợ hãi, một lần chúng ta nói dối là một lần chúng ta phải kéo theo hàng nghìn những lần bao biện ở phía sau. Vậy thì đến bao giờ bản thân mình thoát khỏi ra được cái sự nói dối đấy? Vậy nên ngay từ đầu chúng ta hãy chấp nhận cái con người thật của mình và đối mặt với nó. Bởi vì chỉ có điều ấy, chỉ khi chúng ta đối diện với nó, chúng ta không còn ngại, không còn sợ cái việc người ta phát hiện ra con người xấu của mình, thì chúng ta không còn điều gì mà phải lo lắng, phải sợ hãi nữa. Bởi vì ở Edit chúng mình có một cái câu, đó là hãnh diện bao nhiêu thì nhục nhã bấy nhiêu. Tức là khi mà chúng ta càng hãnh diện về con người của mình, khi chúng ta càng bị lệ thuộc vào cái danh, vào cái danh vọng, thì chúng ta lại càng bị lún sâu vào nỗi sợ hãi. Bởi vì khi chúng ta tích lũy càng nhiều những thứ mà chúng ta trân quý, càng nhiều những thứ mà chúng ta giữ gìn, thì chúng ta lại càng có nhiều nỗi sợ. Chính vì thế ngay từ đầu hãy chọn việc đối mặt với chính bản thân mình, đối mặt với con người thật của chúng ta, để không còn điều gì đe dọa đến chúng ta, để chúng ta không cần phải sợ rằng là mình sợ người ta phát hiện ra mình là người như thế này, mình sợ người ta biết được mình là người như thế kia. Thì gạt bỏ cái điều đấy bằng cách đối diện với chính con người của mình. Thế thì đó là những kiến thức mà sáng ngày hôm nay chúng mình đã cùng với thầy và các bạn trong lớp chia sẻ với nhau, tranh biện với nhau để mà tìm ra cái phương pháp tốt nhất, nhẹ nhàng nhất để có thể giúp bản thân xây dựng được thói quen tập trung vào sự tuyệt hảo. Thì đó là tất cả những kiến thức trong buổi sáng ngày hôm nay mà mình chọn để chia sẻ đến tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến cuối video này, và đừng quên, đừng ngại để lại những like, share và subscribe cho chúng mình nếu như các bạn cảm thấy video này hay ho. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo cùng với những nội dung hay ho khác. Xin chào và hẹn gặp lại.